Đây là giấy chứng nhận cổ phần của công ty Mỹ có tên là SB Capital, cấp cho những người đầu tư tại Hải Phòng sau thông báo về thương vụ sát nhập giữa New Life, công ty mẹ của Gone Game, với SB Capital Management. Giá trị cổ phần ban đầu được những người đầu tư ước tính gần 10 tỷ đồng, thậm chí còn kỳ vọng sẽ tăng lên 50 đến 100 lần. Tấm giấy này cũng được New Life hứa hẹn sẽ ngay lập tức có thể đem đi thế chấp vay vốn ngân hàng với số tiền tương ứng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều này là rất khó xảy ra với các quy định tại Việt Nam. Các ngân hàng thương mại Việt Nam rất là hạn chế cho vay đối với cầm cố cổ phiếu hoặc là giấy chứng nhận đầu tư. Trọng số rủi ro của nó lên đến mức là 200%. Cho nên trong trường hợp cụ thể của công ty này, tôi cho rằng là rất khó đủ điều kiện để các ngân hàng thương mại Việt Nam cho phép cầm cố cái giấy chứng nhận đầu tư đó để mà vay vốn tại các ngân hàng. Cho nên là chủ đầu tư, rồi khách hàng cá nhân ở đây phải hết sức thận trọng. Những chứng nhận cổ phần chưa rõ giá trị, nhưng những kế hoạch khủng sau sáp nhập được New Life vẫn liên tục tung hô rầm rộ để hút tiền người tham gia. Đưa vào một cái đơn vị mới, đó là New Life, đó là vận tải hàng không. Thì bắt đầu tháng 6 này họ sẽ cung cấp cho chúng ta là 10 cái trực thăng. Bây giờ thì hiện tại giờ chủ tịch đã xin được cấp phép rồi. Thông tin này vui như vậy, chúng ta không cho một like sao? Đây chính là bước ngoặt lịch sử, không chỉ trong thương vụ của hai công ty mà còn cả hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng nhiều dấu hỏi về cái gọi là bước ngoặt lịch sử sáp nhập này, khi mà không đơn giản để sáp nhập một doanh nghiệp Việt và một doanh nghiệp Mỹ. Bởi theo luật đầu tư, để một doanh nghiệp nước ngoài trước khi muốn sáp nhập với doanh nghiệp Việt Nam thì phải có pháp nhân Việt Nam. Nó phải là doanh nghiệp là pháp nhân Việt Nam thì mới có câu chuyện là doanh nghiệp này sáp nhập với doanh nghiệp kia cùng một môi trường, cùng một bằng pháp lý, cùng một cái hệ thống cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh. Còn đối với nước ngoài thì nếu có thì nó chỉ là mua cổ phần, góp vốn, thành lập doanh nghiệp mới dưới các hình thức đầu tư khác nhau. Vậy SB Capital Management liệu đã có pháp nhân tại Việt Nam trước khi sáp nhập với New Life hay chưa? Nhóm phóng viên đã tìm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý việc đăng ký các vụ đầu tư sáp nhập trên địa bàn. Tuy nhiên, theo Phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở này, hiện tại chưa có một doanh nghiệp Mỹ nào có tên SB Capital đăng ký làm việc. Rà soát trên hệ thống thì hiện tại kể cả hai phòng của chúng tôi đều chưa nhận được cái thông tin gì liên quan tới việc mua bán cổ phần sáp nhập doanh nghiệp của SB Capital. Ngày 25 tháng 3 2020 là lần thay đổi cuối cùng, thì cổ đông sáng lập vẫn là ba nhà đầu tư Việt Nam. Với cái hiện trạng như thế này, chúng tôi cho rằng là chưa có một cái hoạt động gì liên quan tới thay đổi về vấn đề nhà đầu tư nước ngoài ở đây. Bởi vì theo quy định của luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thì có 3 hình thức. Một là đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, hai là hợp đồng VCC và ba là góp vốn mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam. Và với cả ba hình thức này thì chúng tôi đều chưa nhận được bất kỳ cái hồ sơ nào của công ty SB Capital của Mỹ. Như vậy, thương vụ 1 tỷ đô sáp nhập với một doanh nghiệp Mỹ của New Life là hoàn toàn chưa diễn ra. Hay đúng hơn là chưa được công nhận về mặt pháp lý. Cũng đồng nghĩa, những con số hứa hẹn lợi nhuận cho nhiều nhà đầu tư là ảo. Hay những tờ giấy chứng nhận cổ phần này đều không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.